Hôm nay, ngày đầu tiên, 4 phường của thành phố Đà Nẵng áp dụng thực hiện lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV về tình hình an ninh trật tự tại phường Thạc Giáng vào sáng nay, ngày 17 tháng 7. Trên các tuyến đường chính như Lý Thái Tổ, Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Linh thuộc phường Thạc Giáng, quận Thanh Khê, các chốt chặn đã được thiết lập từ rất sớm nhằm thực hiện lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Hầu hết người dân trong khu vực đều chấp hành nghiêm chủ trương của Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 thành phố là gia đình, cách ly gia đình, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, tạm đình chỉ các hoạt động dịch vụ kinh doanh trên địa bàn, trừ dịch vụ thiết yếu và người dân hạn chế ra ngoài khi không thực sự cần thiết. Ở cái phường mình là nó có dịch, mặc dù nó xa khu vực này một chút xíu thôi, nhưng mà nằm trong phường đó, thì theo chỉ thị 16 của Chính phủ thì anh thấy cái điều đó, đối với anh là anh thấy cái điều đó là anh đồng tình thôi, và điều đó đúng, bởi vì nhà nước cũng muốn cho người dân được an toàn và mọi người được tránh được cái dịch bệnh, cho nên anh rất tán thành cái điều này. Mình tất nhiên là mình cũng có những cái khó khăn trong cuộc sống, nhưng mình phải chấp nhận thôi em. Theo quan sát của chúng tôi, vào đầu giờ sáng nay người dân vẫn còn tập trung tại các chốt kiểm soát để xin được ra vào nơi làm việc trong khu thiết lập cách ly. Đối với các viên chức người lao động làm việc trong các lĩnh vực thiết yếu như bệnh viện, điện lực, viễn thông thì được nhân viên chắn gác cho vào và phải có giấy giới thiệu của cơ quan. Còn lại các trường hợp khác thì tổ chốt chặn kiên quyết từ chối. Giải quyết trường hợp là mấy người công chức đi làm ở bệnh viện, điện lực, viễn thông là có thể vào được, còn trường hợp là các công ty tư nhân là không thể vào được. Mọi người làm ở cơ quan nhà nước là đã chuẩn bị sẵn cái giấy xác nhận là để đi thông hành, đi qua lại. Thì một số đó thì vẫn chưa có, nên là cái việc xử lý cấp giấy rất là cấp thiết, cho bận rộn để mà cấp giấy cho mọi người. Tuy nhiên, đến 8 giờ 30 phút, hai tuyến đường Lý Thái Tổ và Nguyễn Văn Linh được lệnh dỡ bỏ chốt chặn để di chuyển vào bên trong các đường nhánh và thiết lập hàng rào cách ly quanh khu vực, tạo điều kiện cho người dân được lưu thông trên hai tuyến đường chính này được thuận lợi.